Sau khoảng 2 tuần thực hiện việc kéo cáp ngầm xuyên biển thì đến nay cáp điện lưới từ đất liền đã tới được với vùng biển Lý Sơn, Quảng Ngãi. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay thì dự kiến trong khoảng 2 ngày nữa sẽ hoàn thành tuyến cáp ngầm. Ngày hôm nay, những mét cáp ngầm cuối cùng trong tổng số gần 27 km cáp xuyên biển đã đưa điện lưới quốc gia từ đất liền ra đảo Lý Sơn. Để hoàn thành dự án trọng điểm này, hơn 100 kỹ sư, chuyên gia, thủy thủ đã lao động cật lực ngày đêm trong mọi điều kiện thời tiết. Ông Nguyễn Hồng Thái, Tổng Giám đốc Liên danh Nhà thầu Thái Dương Precision cho biết, nếu thời tiết tốt, dự án kéo điện lưới bằng cáp ngầm sẽ hoàn thành trước ngày 10 tháng 9. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nếu không có gì thay đổi, ngày 15 tháng 9 sẽ tiến hành bàn giao nghiệm thu và đóng điện lưới quốc gia xuyên biển bằng hệ thống cáp ngầm cho huyện đảo Lý Sơn. Như vậy, sau huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang, Cô Tô của Quảng Ninh, huyện đảo Lý Sơn của tỉnh Quảng Ngãi sẽ có điện lưới quốc gia.